nhanh như chớp qua 4 mùa phát sóng. Các con số ấn tượng này tiếp tục gia tăng khi Nhanh Như Chớp đã quay trở lại. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp mùa năm. Chào mừng đến với Đa Vũ Trụ câu hỏi. Bà nội đi làm đẹp thì gọi là gì? 그러니까 이 여자는 무슨 일이 일어나요? Khi người chơi nhảy số Nhanh Như Chớp, cố ra ra cố mua chợ cá mua. Nhanh chân lên ghế, nhanh trí lên đỉnh. Tôi sẽ chinh phục đỉnh Nhanh Như Chớp. Chính xác. Thưa quý vị, hãy cùng chào đón sự trở lại của chương trình chúng tôi. Chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy tuần trên HTV7. Chương trình Nhanh Như Chớp.